Con xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn, con là Xuyên luôn. Hôm nay con có một chiếc xe cào cào nữa nha các bác. Con này 608 nha. Đó, bắt đầu là 608, bác nào ưng được món nào xin ra luôn cái đó. Gọi đầu vô con giới thiệu luôn con cào cào này nha. Con này nó vẫn xài cái đùm này là cái đùm Shimano da băng nha các bác. Nó Shimano da băng, chữ nghĩa thì nó màu màu hết rồi. Nè, tem của nó gách hết nha, con này cổ. Xài đồ sắt nhiều nha, clip thì cũng còn được nè. Còn đây nè, thắng đùm của nó cũng còn nguyên bản này các bác. Câm này là câm chì nha, câm này là câm sắt mạ chì nha, câm này câm rin của nó, câm sắt mạ chì của Nhật đầu thao đó. Niền là niền Aiga nha, nó Aiga da băng ha. Tay số má còn ngon lành, số má nó ngon lành ha. Đó, cây ti rồi đồ ngon lành, số máy ngon lành. Nó đang xài luôn, con này số 5 nha các bác. Con này xài 5, nè số 5 số. Đó, cái này là cái clip, cái đầm xa của nó nha. Đó. Cái này thắng đùm của nó luôn nha các bác, zin theo xe nha. Đó, con gỡ ra để nguyên các bác về có gì tận dụng thôi. Đó, con này cái đèn trước đó nè. Đây, đèn trước của nó ha, là đèn 5 năng lượng nha các bác. Thằng năng lượng này nó là của thằng chắc có thằng này của thằng Indo hoặc là thằng Singapore gì đó nghe các bác. Đó, này cây câm này là cây câm thai nè, có thấy không, nó xét nhẹt nữa thấy không. Đó, câm thai, câm này nó gãy ra hai cây câm khác nè, câm gin của nó nè. Đó, đùm này là con chưa kiểm tra điện nha các bác. Đó, con thấy nó còn sực sực ngon lành nè, còn cứng nè. Đó, cái chấu điện của nó là vẫn còn nguyên luôn nha các bác. Đây ai ra Long Đền nè, ủa ai ra nè, ai ra taxi nha các bác. Đây cái chấu của nó còn luôn nè, chấu điện còn nha. Cái này cái đồ mà để cái này nè, cái chấu này nè còn luôn nha, ngon lành. Còn cái này là cái mắt để bắt công dây điện vô cái đèn này, mà có nó bị dứt đứt công dây điện này nè, con để nguyên bản cho các bác để các bác về mình sửa chữa lại ha. Rồi đó, cặp bánh là cặp bánh 68 nha các bác. Đây phụ kiện của nó ha, phụ kiện của nó dùm cái đèn này ha, cái đèn 3 Begaton nha. Còn không có kiểm tra nha, còn chưa có kiểm tra độ sáng của nó nha. Cái này là con chỉ coi trên chiếc xe, con đem về con bán luôn à. Đây số của nó, đây đây hộp số của nó ha, 4 số này ha, ngon lành. Nó con này con gỡ theo cho các bác, đây nguyên bộ của nó ngon lành ha. Đó, bộ bánh này là con bán cho các bác là dòm có ha, đùm năng lượng, đèn theo xe, số của nó luôn nha, 4 số, hộp số này còn đẹp nha các bác, chưa gách chưa bể gì chứ, này về cái gì mình xài đây. Nó còn cây số cây đồ là còn nguyên bản của nó hết theo xe ha, về mình chỉ gắp lại mình xài thôi. Rồi con giao lưu cặp bánh là 600k bao ship nha, 600k bao ship được cặp bánh 68 thì nha, bác nào ưng alo con. Đó, cặp bánh này 68 chứ không phải là 66 đâu nha, 68. Rồi có cái yên này nè, hổm ngày bán không được cái con lấy da con đi luộc con nấu nhậu luôn. Còn cái xương không? Còn cái xương này nữa bác. Đó, bác nào về có da em lọc lại em chơi nha. Nó này mấy con đầu ghi hết trơn nè, nó khung xương nha, sò đồ ghi hết trơn nha. Hổm này con bán hoài luôn, hạ xuống còn 450 các bác cũng không có 450 bác cũng không mua luôn. Con đem con lấy dao luộc nhậu luôn, giờ còn cái xương nhậu cũng được. Đem bán tiếp. Rồi cái khung này con giao lưu là 150k bao ship nha, cái khung yên này nha 150k bao ship. Bác nào về có da mình lặn là lọp lại ha, còn bác nào muốn về mình thì mình chế cháo gì đó thì con cũng không biết nữa, nó con chỉ biết vậy thôi. Còn da thì con luộc nhậu bữa lễ rồi. Đó. Đó, bác nào được nè, rồi con 150 bao ship. Đây cái ba ga này luôn, cái ba ga này sắt sexy nha các bác, chứ không phải inox nha. Đó, sexy hàng của Nhật luôn nè, trên chiếc xe này luôn, cào cào luôn. Rồi cái này bằng sexy, giao lưu 100k bao ship. 100k bao ship cho cái yên này, không gách không gì hết nha các bác, nước sinh hàng đồ còn ghi hết nha. 100k bao ship. Còn cái chân trống này 68 luôn nè, theo xe.
Rồi. Bác nợ ưng alo con luôn, chậm cao ship luôn. Móng giò rồi đúng chứ này đẹp ha. Ngọn 100 gram ship. Đây bộ giò của nó luôn nè. Bộ giò nó bằng nhôm ha, dĩa sắt nha. Dĩa nhỏ xíu luôn nha các bác. Nè cái chỗ này nè, hồi nãy con dặn ra nè, găng nó bị hư chút xíu nè. Nó là mắc găng nhưng mà mình khi lấy cái bida mình dặn vô nó vẫn ăn vô bình thường. Đây nó bị mắc găng tí xíu chạy găng. Rồi giao luôn 130 luôn. 130 bộ ship luôn ha. Có cái bình giò bên đây nha, nó bị mắc miếng găng bên đây ha, còn bên đây thì bình thường nè. Đó, này mắc miếng găng này. Mày bida dặn vô vẫn còn luôn được, còn ăn. 130 bộ ship bộ giò luôn ha. Rồi bộ đầu luôn. Bộ đầu tay ngang. Tay ngang ha, bao tay đỏ. Đó. Tay nhôm Tetro. Này sexy. Cái này thì nhôm. Rồi cái này thì nhôm. Cái ghi đồng này bằng nhôm ha. Còn cái bông tăng này một khúc nhôm, khúc sexy. Đó. Rồi cái bao tay cũng đẹp luôn nè, bao tay màu đỏ luôn nè. Nó hộp số là không có nha các bác, hộp số còn gỡ thì con đưa cho hộp ra bánh nha. Cái này mình về mình xài, mình xài lại tay đề hoặc là gì đó. Rồi cái tay ngang này con giao lưu là 250g bao ship luôn. Còn cái này là cái trắng xích của nó nha, bác nào mua cái sườn mà cần thì con tặng theo luôn, bằng sexy nha, chứ không phải là bằng inox nha, sexy. Sắc sơn chứ không phải sexy, nó lộn. Cái xe này xe cổ nên nó sơn, nó còn có sườn nè. Cái sườn Magita này các bác. Magita 3 tiếp nhôm nha, khúc này nhôm nha các bác. Nó khúc này nhôm nè, ống này nhôm luôn nè. Con này sắt nha. Này sắt này sau lưng sắt nha. Nó cái này là sơn zin. Nó mình về mình không thích cái mình tẩy nó sơn bỏ luôn. Bộ vào giữa zin luôn nha các bác. Bộ chén cổ zin. Đó, cái kiếm này bằng sắt nha. Cái sườn này thì nó đẹp rồi, nó không có gì để nói rồi. Nó. Này nè. Chủ yếu là cái này, mấy cái này là nó đẹp hết chứ hết. Rồi. Đó. Nói chung là đầy đủ không thiếu gì hết trơn. Nó có bao nhiêu không? Cái này bằng sắt nha các bác, khúc sau này bằng sắt. Nó bộ dò dĩa này ghim luôn nè. Nó chữ Osaka luôn, rồi Osaka City luôn. Con nhìn con nghe tưởng tượng nó mắc xe Osaka. Cái chữ Magita có thấy không, dây cồm nổi lên đèn chữ nè. Nó sườn giữ Magita hai đầu nha các bác, hai bên. Nó sườn này sườn đẹp nha, không có xấu đâu, Magita nè. Đó, hai bên luôn. Số nó đóng này nè ha. Đó, EF nè, EF05562 ha. Còn này bằng này cái gì chế gỗ của nó luôn đó. Còn con không lấy làm gì đâu. Máy này của nó nè, nhôm hết nha, cái này ba ống trước này nhôm nha, rồi khúc sau này là bằng sắt nha, cái kiểu nó vậy đó. Còn cũng không biết nữa, loại này nó sản xuất theo kiểu gì nữa. Rồi bác xem chi tiết cho con ha, chữ nghĩa thì nó rõ ràng nè. Đó, đó mấy cây này còn nguyên bản của nó hết nha, không như sơn một của nó cũng để lại luôn, con không gỡ nha. Đó, bác xem cái kỹ bằng sắt của nó nè. Phần sắt của nó là còn chắc chắn được, không có mà hư hao cái gì hết trơn nha các bác. Nói chung cái sườn này nó đẹp á, đẹp 68 đẹp. Nó dính mấy này lùm nha. Cái này về thấy các bác tẩy nhôm luôn, tẩy cái nước sơn này bỏ luôn. Nó tẩy nước sơn bỏ luôn, mình xài cái nhôm nó đẹp. Đó. Mấy con này cũng cổ chứ không phải là ấy đâu. Tại con này được con cái hai bên hàng chữ luôn. Đây nè. Hàng chữ trước của nó chữ Mai Chị Ta Chào Á luôn nè. Đó. Rồi hôm nay con có nhiều đó đó, bác nào thấy ưng được nào alo con đó ha. Đó. Tại vì cái sườn này con cảm thấy nếu mà mua về mình đi chạy thể dục thể thao rồi cũng gọi là ô ổn đó. Thì chứ cũng không đến nổi đâu, tay sườn Nhật mà. Rồi, nó cũng tựa cái con xe nhôm của Pháp chứ không phải là tại đâu nha các bác.
Rồi cái sườn này con giao luôn là 850k bao ship nha. Đó, bác nào ưng được alo con ha. Rồi con xin chào các bác, chúc các bác ngày mới thật là vui vẻ.